Phần tiếp theo, nội dung thứ hai đó là về modulo. Trước tiên chúng ta đến cái bài toán tính lũy thừa. Tính lũy thừa bao giờ cũng có dạng là A lũy thừa M mod giá trị N nào đó. Chúng ta lấy ví dụ tính A bằng 15 lũy thừa 39 mod 51. Thì chúng ta sẽ giảm bậc nó đi. Thì 39 thì bằng 19 nhân 2 cộng với cả 1. Do vậy chúng ta sẽ có được kết quả như này. Vậy thì chúng ta lại lấy cái ngoặc nhỏ lại tiếp 15 lũy thừa 19 lại tiếp tục bằng 9 nhân 2 cộng với 1. Tiếp tục lại 9 15 lũy thừa 9 thì bằng là 4 nhân 2 cộng 1. Tiếp tục là 15 lũy thừa 4 thì bằng 15 bình phương một lần nữa. Như vậy chúng ta sẽ còn lại là tính 15 bình phương. Mod là mod. Vậy thì chúng ta sau khi tính được thì chúng ta sẽ tính từ dưới lên trên để cho ra kết quả. Ví dụ chúng ta sẽ có 15 bình phương mod 51 bằng 21, sau đó lại 21 bình phương mod 51 bằng 33, 33 bình phương nhân với 15 mod 51 bằng 15, 15 bình phương nhân với 15 nữa rồi mod 51 bằng 9, 9 bình phương nhân với 15 mod 51 bằng 42. Như vậy cuối cùng chúng ta tính được là A chính bằng 42. Chúng ta lấy ví dụ thứ hai. Giả sử tính giá trị B bằng là 3 chia cho 7 lũy thừa 8 mod 10. Lưu ý là chia cho 7 tức là nhân với 7 nghịch đảo của 7. Như vậy chính là bằng 3 nhân với 7 nghịch đảo của 7 mod mod lũy thừa 8 mod 10. Thế chúng ta thấy nghịch đảo ở đây mình sẽ viết vắn tắt, thế còn các em phải giải thích nhé. Giải thích là như sau: 7 nghịch đảo của 7 mod 10 bằng 3, bởi vì 7 nhân 3 bằng 21, mod 10 là bằng 1. Cái số này chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng định nghĩa để tính ra giá trị 3 mà không cần phải dùng Euclid mở rộng. Bởi vì cái giá trị này nó dễ tính nên là không nhất thiết phải sử dụng thuật toán Euclid mở rộng để làm, mà chúng ta sử dụng định nghĩa nghịch đảo của modulo để tính. Như vậy ở đây chúng ta sẽ có 3 x 3 là 9, mod 10, 3 x 3 là 9, 9 lũy thừa 8 mod 10. Như vậy 9 mod 10 thì sẽ bằng là trừ 1 lũy thừa 8 mod 10, tức là bằng 1. Thế tại sao lại 9 mod 10 tương đồng dư với cả 1 trừ 1 mod 10 thì các em xem lại phần lý thuyết thôi. Bài tiếp theo là chúng ta tính lũy thừa sử dụng định lý Fermat. Giả sử chúng ta tính giá trị 159 lũy thừa 127 mod 31 thì chúng ta thấy nhận xét như sau: 31 là một số nguyên tố và giá trị 159 không chia hết cho 31. Do vậy chúng ta sẽ áp dụng định lý Fermat dạng 1. Thì định lý Fermat dạng 1 như nào các em xem lại. Tuy nhiên các em có thể nhìn cái dạng này để biết. Chúng ta sẽ có là 159 lũy thừa 30 mod 31 bằng 1. Đấy, chúng ta áp dụng là phân tích cái lũy thừa này ra bằng bao 127 sẽ bằng 30 nhân 4 cộng 7. Như vậy chúng ta viết ra như thế này. Bởi vì cái giá trị này nó đã bằng 1 rồi, do vậy thì chúng ta còn lại là 159 lũy thừa 7 mod 31. Và chúng ta thấy 159 mod 31 thì bằng 4, do vậy nó tương đương là bằng 4 lũy thừa 7 mod 31. 4 lũy thừa 7 mod 31 thì chúng ta lại bằng 4 lũy thừa 3 nhân với 2 cộng 1 thì nó sẽ bằng là như này. Và chúng ta sẽ có 4 mũ 3 và mod 31 thì bằng 2. Đấy, 2 bình phương rồi nhân với 4 thì bằng mod 31, tức là bằng 16. Những cái giá trị này nó nhỏ thì chúng ta có thể dùng máy tính tính trực tiếp ngay được. Chúng ta lấy ví dụ thứ hai, tính A bằng 10 lũy thừa 100 mod 17. Chúng ta nhận xét 17 là số nguyên tố và 10 không chia cho 17 nên áp dụng định lý Fermat dạng 1. Chúng ta có 10 lũy thừa 16 mod 17 bằng 1. Do đó chúng ta sẽ biến đổi A bằng như sau: 10 lũy thừa 16 nhân với 6 cộng 4 mod 17. Như vậy cái cụm này nó sẽ bằng 1, còn lại là 10 lũy thừa 4 mod 17, cái này được tính bằng 4. Chúng ta lấy ví dụ tiếp theo.
B bằng 15 lũy thừa 125 mốt 19. Chúng ta cũng sẽ nhận thấy 19 là số nguyên tố và 15 không chia cho 19, nên áp dụng định lý Fermat dạng 1, chúng ta sẽ có 15 lũy thừa 18 mốt 19 bằng 1. Và như vậy chúng ta sẽ biến đổi B sẽ bằng là 15 lũy thừa 18 nhân với 7 trừ đi 1. Như vậy nghịch đảo của 15 mốt 19 tức là bằng 14. Thế còn làm sao nó ra 14 thì các em sẽ phải tính chi tiết nhé. Nội dung tiếp theo đó là tính lũy thừa sử dụng định lý Euler. Giả sử chúng ta cần tính A bằng 4 lũy thừa 18 mốt 15 thì chúng ta thấy rằng chúng ta có giá trị hàm Euler của 15 bằng 8. Và vì 4 với 15 là nguyên tố cùng nhau nên áp dụng định lý Euler dạng 1, chúng ta sẽ có 4 lũy thừa 8 mốt 15 bằng 1. Thế do đó chúng ta sẽ biến đổi A bằng là 4 lũy thừa 8 nhân với 2 cộng với 2, do vậy là bằng 4 lũy thừa 2 mốt 18, 4 lũy thừa 2 bằng 16 mốt 15 tức là bằng 1. Ví dụ thứ hai, B bằng 135 lũy thừa 162 mốt 64. Chúng ta thấy hàm Euler của 64 sẽ bằng là 32. Và chúng ta nhận xét như này, 135 với 64 là nguyên tố cùng nhau nên áp dụng định lý Euler dạng 1, chúng ta sẽ có 135 lũy thừa 32 mốt 64 bằng 1. Do vậy chúng ta sẽ biến đổi B bằng 135 lũy thừa 32 nhân với 5 cộng 2. Như vậy cái cụm 32 nhân 5 này nó sẽ còn lại là bằng 1. Do vậy nó còn lại là 135 lũy thừa bình phương mốt 64. Thì 135 mốt 64 thì là còn bằng 7, còn đồng dư với 7. Do vậy chúng ta 7 bình phương mốt 64 tức là bằng 49. Cách tính lũy thừa thứ tư đó là sử dụng định lý số dư trung hoa. Giả sử chúng ta cần tính giá trị là 101 lũy thừa 59 mốt 323 thì chúng ta sẽ nhận thấy là như này, 323 nó tính giá trị hàm, đây chúng ta thấy giá trị Euler của nó sẽ bằng là 16. Hàm Euler nó sẽ bằng 16 nhân với 18 thì nó lớn hơn rất nhiều so với cái lũy thừa 59 này. Do vậy chúng ta không thể áp dụng được định lý Euler cũng như định lý Fermat được. Mà chúng ta trong trường hợp này chúng ta sẽ sử dụng định lý số dư trung hoa bằng cách thức như sau. Chúng ta sẽ đặt M1 là 17, M2 là 19 và chúng ta tính các modun thành phần. Tính như vậy A1 bằng tính được bằng là 101 lũy thừa 59 mốt 17 sẽ bằng 16. Thì lưu ý để tính ra được cái giá trị A1 này thì chúng ta lại sử dụng định lý Euler hoặc định lý Fermat. Ví dụ như trường hợp này là 17 là số nguyên tố thì chúng ta hoàn toàn áp dụng được định lý Fermat. Giá trị A2 cũng như vậy, tính theo mốt M2 là 19. 19 là số nguyên tố nên chúng ta cũng áp dụng được định lý Fermat và tính ra được bằng 5. Từ A1 và A2 thì bây giờ chúng ta cần tính giá trị kết quả A1M. Đấy, thế thì chúng ta sẽ có tính M1 bằng 19 và M2 bằng 17. Và chúng ta sẽ tính nghịch đảo của M1 mốt M nhỏ 1 thì bằng 19, nghịch đảo của 19 mốt 17 thì bằng 9. Và tính nghịch đảo M lớn 2 mốt M nhỏ 2 tức là bằng nghịch đảo của 17 mốt 19 cũng được tính bằng 9. Sau đó chúng ta tính các giá trị C. Chúng ta sẽ có C1 sẽ bằng là 19 nhân với 9 thì bằng 171. C2 sẽ bằng là 17 nhân với 9 là bằng 153. Và chúng ta tính giá trị A sẽ được tính bằng như sau. A đồng dư với cái giá trị này. Lưu ý cái số dấu bằng này là tương đương với dấu đồng dư nhé. Thì chúng ta sẽ có là bằng 16 nhân với 171 cộng với 5 nhân với 153 mốt 323.
thì cái này kết quả tính ra được là bằng 271. Thì đây chính là phương pháp sử dụng tính lũy thừa, sử dụng định lý số dư trung hoa để tính lũy thừa. Và các em lưu ý rằng định lý số dư trung hoa cũng có thể được áp dụng cho một cái bài toán với một cái đề bài như sau. Đó là tìm x biết x mod 17 bằng 16 và x mod 19 bằng 5. Thì chúng ta thấy trên thực tế nó chính là A1 và A2 trong trường hợp này đây. Thế thì khi đó chúng ta đề bài này người ta không hề tính yêu cầu tính lũy thừa mà chỉ đi tìm x. Và để tìm x thì chúng ta cũng làm các bước hoàn toàn giống cái phía bên phải này. Bước hoàn toàn giống như thế. Đấy, thì chúng ta coi cái này là A1, đây là A2. Đấy, thì là tính hoàn toàn giống. Và kết quả cũng ra được là x bằng 271, đồng dư với 271, mod M lớn.